cho các bác nhá. Các bác nhìn đây thì các bác có thể đoán được chiếc xe gì rồi đúng không ạ? Một mẫu xe mà được rất là nhiều người quan tâm, được rất là nhiều người tin dùng. Đây phần đầu xe. Đấy, các bác đoán được xe gì chưa ạ? Rồi đọc luôn các bác nhá, không cần để cho các bác thì mình đoán làm gì cả. Chiếc xe Toyota Corolla Tiết 2010, máy 2.0 số tự động. Xe rất đẹp luôn. Đây các bác xem, đèn trong vắt này. Sơn xi bóng đẹp sạch sẽ này. Đấy, biển Hà Nội tên tư nhân các bác nhá. Đây là mẫu xe bản đủ máy 2.0. Đây, có phím bấm từ này. Đấy, vô lăng đây, vô lăng rất là đẹp. Vô lăng của dòng 2.0 nó nhìn nó khác biệt so với lại 1.8 hay 1.6 các bác nhá. Đấy. Có ghế điện, vô lăng tích hợp, rồi túi khí, gương kính chỉnh điện. Đấy. Cảm biến lùi, gương kính điều chỉnh điện hết các bác nhá. Đề lỗ thông minh, start top, đề lỗ nha các bác nhá. Đấy, chứ còn thì một số những cái mẫu xe máy 1.8 hay 1.6 là ổ khóa nó sẽ khác một chút. Đây cần số đây, số dích dắc. Nội thất rất là tươi đẹp luôn. Nội thất rất là tươi, rất là sáng. Máy số của xe hiện tại là vẫn còn zin nguyên bản các bác nhá. Máy số của xe zin nguyên bản. Và nội thất cũng vậy, nội thất cũng vậy. Đấy, cũng là zin luôn. Đấy, da này là da zin theo xe này các bác này. Đấy, da zin nguyên bản theo xe nhá. Nội thất được trang bị là màu kem. Và bên ngoài với nước sơn là màu trắng. Màu trắng ngọc trinh. Trắng này là trắng xịn theo xe nguyên bản các bác nhá, chứ không phải là trắng đổi nhá. Đấy, form mới rồi. Form mới thì các bác nhìn phần đầu và phần đuôi nó sẽ có cái sự khác biệt một chút đúng không ạ? Đây. Hoàn toàn là đèn led này. Và đây nó có một cái đây, đèn led và được thiết kế thấp xuống một chút xíu đúng không ạ? Có cảm biến lùi, có camera lùi. Biển Hà Nội tên tư nhân các bác nhá. Xe cam kết cho các bác là xe không bị đâm đụng gì. Keo chỉ của xe thì các bác yên tâm, vẫn còn nguyên cả con. Nguyên cả con luôn nhá. Thân vỏ đẹp, keo chỉ zin. Đèn trước sau xe rất là sáng đẹp. Chiếc xe còn tương đối là chất đẹp. Gương kính điều chỉnh điện hết các bác nhá. Xinh nhan gương. Đăng kiểm dài lên thê luôn. Gương kính của xe điều chỉnh điện. Và một số những cái vị trí như là kính điện đây. Đấy, kính đây cũng đã được dán 3M rồi các bác nhá. Lốp dày. Phanh ABS. Phanh đĩa 4 bánh. Đây lốp đây ạ. Là răng đúc nguyên bản theo xe. Nội ngoại thất của xe rất là sáng và sạch sẽ. Đây, các bác xem nhá. Ở vị trí này là da này. Những cái tay tì này, những cái tay cầm của xe nó không bị mòn này. Đấy, nhiều con là mòn rồi các bác nhá. Con này của em nó rất là đẹp. Đây, những cái vị trí đây nguyên zin hết. Táp lô cũng đã được phủ một cái tấm nỉ ở trên rồi. Ở chỗ đây có một túi khí nữa nhá các bác nhá. Rất là nhiều túi khí trần nỉ zin theo xe. Rất là trong này. Và rất là trong. Đấy, màn hình cam lùi, màn hình xịn nha các bác nhá. Điều hòa auto. Đấy, điều hòa auto. Đấy, màn hình của Toyota luôn này các bác này. Màn hình Toyota luôn. Tiếp quay máy cho các bác xem. Đặc biệt phần máy của xe nhìn rất là sáng và còn rất là trắng luôn. Vừa rồi thì em quay sơ qua phần nội ngoại thất của xe rồi. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cái vị trí 1 của mẫu xe Toyota Corolla Tiết này nhá. Máy 2.0. Đấy, một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Rất là lành và cực kỳ là tiết kiệm. Tiết kiệm mọi chi phí khi các bác mình sử dụng. Và dòng này thì rất là bền rồi. Mình ngồi trong thì cảm giác lái rất là thích đối với cái mẫu xe này các bác nhá. Đây, đây các bác xem em quay từng vị trí một này. Đây, đèn như mới luôn này các bác này. Đèn trong vắt như mới luôn nhá. Đấy, phần cán đầu của xe đây, mặt ca lăng sơn xi bóng đẹp. Na răng của xe thì đã được đổi thành cái màu tương đối là sang đúng không ạ? Nhìn nó sẽ sang hơn, nhìn nó khỏe hơn. Bây giờ là cái phần bên ngoài của chiếc xe nhá, mời các bác cùng xem này. Bên em có trao đổi, có mua và có bán các loại xe phân khúc dưới 1 tỷ đồng các bác nhá. Các bác có nhu cầu mua bán trao đổi gì thì mình hãy đến trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng bên em, có tại 166 Hồng Châu, thành phố Hải Dương nhá. Rất nhiều xe cho các bác mình lựa chọn.
trên 100 đầu xe các loại. Đây là phần lốc của chiếc xe. Mời các bác xem phần bên ngoài trước nhé. Tí nữa thì sẽ chi tiết phần nội thất sau, gầm máy các kiểu mọi thứ, để cho các bác làm sao nắm chiếc xe được rõ và chi tiết nhất nhé. Đây, các bác xem. Tím quay gầm luôn, thật tiện đây em quay, tím quay quay gầm sau cũng được. Các bác xem phần khác trước đi nhá. Đặc biệt cụm đèn của xe này, cụm đèn pha, cụm đèn hậu xe rất là trong, đúng không ạ? Rất là trong luôn. Mắt cảm biến lùi đây nhá, đây, mắt cảm biến lùi đây. Các bác thấy này, logo, biểu tượng, rồi tem, tên, các thứ nó còn đủ đầy đủ hết này, đầy đủ hết các bác nhá. Đây, một số vị trí đây cũng đã được ốp lốc rồi. Đây mà các bác cùng đón xem. Sơn xi bóng đẹp. Thân vỏ không bị đâm đụng gì, cho nên là thân vỏ xe rất là đều, rất là khít các bác nhá. Đấy, rất là khít này. Sơn xi sạch đẹp này. Đấy, các bác cùng đón xem. Quá đẹp luôn, đúng không ạ? Lốp dày nhá, một bốn quả lốp rất là dày. Nút bấm cửa này vẫn hoạt động bình thường. Đấy, mình bấm nó vẫn hoạt động bình thường các bác nhá. Tất cả kính của xe đều là kính zin nhá. Đây có thế này, đây, số 0 này. Đấy, số 0 thì nó sẽ tương ứng với đấy 2010. Đấy, có thấy số 0 không ạ? Số 0 đây nhá. Tất cả kính đều là kính zin nhá. Đây là kính zin nguyên vẹn. Với phần hình thức nhìn rất là long lanh, như là một chiếc xe đời 2067 luôn. Rất long lanh đúng không ạ? Đó, đây là phần bên ngoài của cái chiếc xe này nhá. Đây em cũng mới giao dịch một chiếc xe này cho chị gái bên Quảng Ninh. Hai vợ chồng anh chị trước mua xe của bên em. Đấy, bây giờ thì lại mang sang và đổi một chiếc xe khác gầm cao, chính là chiếc xe Escape. Trước là đi con Mắc Lớp và bây giờ thì đổi sang con Escape. Đây. Chị đấy. Vâng. Anh chị bảo là khi mà đã mua xe là chỉ đến cửa hàng bên em thôi. Vì đã từng sử dụng xe rồi, đã từng sử dụng con Mắc Lớp rồi, tuy rằng là ít tiền nhưng mà xe rất là ngon. Cho nên là đợt này quyết định sang đổi một chiếc xe gầm cao khác. Những chiếc xe bên em bán thì như rằng xe cỏ nhưng mà cũng đều được cho kiểm tra rất là kỹ, được tuyển chọn rất là kỹ trước khi nhập về, cho nên là chiếc xe bên em bán ra rất là đảm bảo các bác nhé. Nhưng mà cũng không thể tránh được đúng không ạ? Vì nó là xe cũ, 100 con thì cũng sẽ có một vài, cũng sẽ có vài con gọi là nó sẽ gọi là hơi kém một vài cái vị trí nào đó, đúng không ạ? Chứ không thể nào hoàn hảo được vì nó là xe cũ mà, các bạn biết đúng không ạ? Nó xe cũ chứ không là một con xe mới thì chắc chắn được rằng nó sẽ khác rồi. Kể cả bây giờ các bác mua những chiếc xe lướt nó cũng đều có một chút lỗi nào đấy đúng không ạ? Rồi, bây giờ xem em quay phần nội thất cho các bác nhà mình xem chi tiết nhá. Xe rất là lột là từ trong cho đến ngoài. Và đẹp nguyên bản nguyên zin chứ không phải là đẹp làm lại các bác nhá. Đây, phần cánh cửa đây ạ. Rất là căng. Đây, tay mở cửa đây nhá. Chiếc xe với sơn màu trắng đặc biệt rất là sáng. Dòng này thì màu đen nó sẽ nhiều này. Đấy, nhưng màu trắng như con này là cũng không có nhiều đâu ạ. Màu trắng như con này là ít, rất là ít luôn. Đây, chân ghế này. Sàn bọc da rồi các bác nhá. Bộ ghế da của xe còn rất là đẹp luôn. Chỗ này là tì tay, ôm đồ. Đây, bánh tay chỗ này là vị trí mình để hộc đựng nước các bác nhá. Đem ngồi luôn vào cái vị trí ghế phụ này. Đây, cần số này.
Đấy, chỗ này là vị trí mình gạt tan. Đây là bấm này, bấm cho nó lên một số cái vị trí chức năng các bác nhá. Đây, km một xe hiện tại đang báo trên đây là 12 vạn. 12 vạn đối với một cái chiếc xe Atis thì như vậy là rất là ít. Đây hộp đồ này. Đây chủ xe trước, để cả cái hạt cà phê ở đây luôn. Tất cả đồ nhựa ở bên trong của xe là không gãy vỡ gì. Đây, điều hòa đây, mình điều chỉnh ấn. Ấn nhá, chứ không phải là vặn giống như một số những mẫu xe mà đời thấp. Đấy, bản thiếu đâu. Rồi tiếp tục thì em đón, em mời các bác đón xem. Mép cánh cửa này keo chỉ được nguyên zin hết nhá. Gioăng cửa không bị mất tí nào luôn nhá. Gioăng cửa xe còn đẹp nguyên nhá. Cánh cửa này. Bốn cánh còn rất là tươi. Tất cả phần móc khóa xe rất là sáng nhá. Ghế xịn. Tất cả đều là ghế xịn nguyên theo xe. Đấy, chỗ này tì tay này. Và có hộc đựng đồ này, tay đựng nước này. Phía sau trang bị hai loa. Trần này, trần rất là sáng đẹp này. Phía sau đây được trang bị thêm một cái vị trí mình để gặp tàn thuốc lá các bác nhá. Và tiện đây em sẽ quay gầm luôn cho các bác xem. Đây cửa em đóng này. Đấy, cửa đóng rất là êm. Đây phần gầm đây tất cả các bác nhá. Gầm sáng đẹp. Đây anh chị đang chuyển đồ sang từ con bác lớp sang con anh kép của bên em. Tiếp tục từng vị trí, từng cái góc cạnh một của chiếc xe quay kỹ cho các bác xem. Các bác ở xa mình xem và cùng cảm nhận. Nếu mình thấy chiếc xe này phù hợp với gia đình, phù hợp với lại công việc, thấy các bác nhà mình thấy ưng chiếc xe này thì mình xem hết video, xem kỹ video. Bên em có thể chuyển xe tới tận nơi, tới tận nhà cho các bác được nhá. Cho dù là các bác ở bất cứ tỉnh nào, bất cứ tỉnh nào trên toàn quốc thì bên em đều chuyển xe tới tận nơi cho các bác nhé. Sang tên đổi chủ nhanh gọn cho các bác khi cần. Và đây là cái cánh mà được chủ nhân, được chủ xe mở ra nhiều và sử dụng nhiều, tì tay vào nhiều, bám tay vào nhiều. Đúng không ạ? Thế nhưng mà đây, em quay gần này, nó vẫn nguyên vẹn hết nhá. Tất cả cái phần gai sần nhựa nổi lên còn rất là cao này. Ở chỗ này là sơn giả gỗ của xe là nguyên bản theo xe các bác nhá. Tất cả phím bấm của xe này không bị mòn. Đúng không ạ? Đấy. Không bị mòn. Chiếc xe chạy ít nó được như vậy đúng không ạ? Tất cả con bu lông ở vị trí bàn lề cánh cửa này là vẫn còn nguyên, chưa tháo nhá. Và đây ghế điện. Nói chung là em quay rồi, giờ quay lại cho các bác xem này. Đây, quay lại cho các bác xem thêm nhá. Em mở cốp luôn. Tất cả chức năng ở đây đều hoạt động bình thường, đầy đủ hết các bác nhá. Đây vô lăng này. Em quay vô lăng nhá, lại em chưa quay vô lăng kỹ đúng không ạ? Đấy. Vừa em bấm nút này cho là nó mới hoạt động luôn. Đây các bác xem vô lăng của xe rất đẹp này, tất cả những khóe cạnh ở phần vô lăng này. Đấy. Đấy, nó không bị rách đúng không ạ? Nó không bị kém. Bây giờ đến phần cốp và phần cabo.
Các bác mình cùng xem nhá. Cùng xem nốt. Đây. Đây là cốp này. Khoang đựng đồ này. Lì đẹp chưa? Đúng không? Lì rất là căng đẹp. Dưới đây là lốp dự phòng nhá. Lốp dự phòng này. Cùng với đệ bộ kích lốp. Rồi đây, mời các bác cùng xem này. Gầm tiếp theo của chiếc xe này. Mời các bác đón xem phần khoang máy. Rồi ra máy của xe các bác nhìn. Cực sáng luôn, rất trắng luôn. Đây là cụm phanh ABS các bác nhá. Từng đi chi tiết trong cái phần khoang máy thì các bác xem em quay gần này. Ra máy của xe rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, tất cả cái phần nhựa ở phần khu vực đầu xe là nguyên hết này. Máy số zin hết các bác nhá, zin từ mặt luôn. Và chiếc xe Toyota Corolla này thì gần như là không có gì để cho các bác nhà mình chê. Tất cả những cái phần cơ bản của xe đều còn nguyên và đều còn zin và không có lỗi các bác nhá. Các bác mình đến xem thì em nghĩ là chỉ chê được một vài điểm là như này này. Đấy là cái lức sơn thì nó cũng tẻ một vài vị trí này. Đấy, một vài vị trí sơn thì cũng có tỉa tốt rồi. Đấy, và có chê thêm một cái nữa. Đấy là cái phần tất nhiên cái phần nội thất là mình nhìn sẽ được thực tế đúng không ạ? Là nó sẽ kiểu nó hơi cũ một chút theo thời gian thôi. Theo thời gian nó hơi cũ một chút thôi. Chứ còn thì không có gì để chê nữa các bác nhá. Tất nhiên thì đời 2010 mà đúng không ạ? Đấy, không thể so sánh được với những mẫu xe đời cao hơn rồi. Mẫu xe mà mới hơn rồi. Nhưng mà với 2010 mà còn được như chiếc xe này thì cũng không có nhiều trên thị trường đâu. Đấy, sẽ rất là ít có trên thị trường nhá. Đối với những cái mẫu xe Toyota Corolla như thế này. Đấy, cho nên là bác nào mà đang tìm, đang muốn sở hữu một chiếc xe Atit với phân khúc tầm tiền hơn 400 triệu thì chiếc xe này rất là ok, phù hợp phải chăng cho các bác nhà mình mua về lựa chọn đây này. Vâng thì cái video này em xin được kết thúc, xin được tạm dừng. Và các bác hãy liên hệ trực tiếp cho bên em theo hai số điện thoại để được tư vấn về mọi thứ luôn các bác nhá. Theo hai số 093 8586307 và 0389000555 để được tư vấn chi tiết về những cái chiếc xe mà hiện tại đang có cửa hàng bên em. Tư vấn về xe này, tư vấn về thủ tục mua bán, vận chuyển sang tên đổi chủ, công chứng, ủy quyền. Về giá cả, các bác alo được chốt một cái giá tốt nhất các bác nhá. Tất nhiên thì cái giá mà em đưa lên như vậy vẫn có lộc lá thêm cho các bác. Địa chỉ các bác tới 166 Hồng Châu, thành phố Hải Dương được xem xe và cảm nhận những mặt hàng, những chiếc xe mà em đang có nhá. Đấy, hiện tại khách đang rất là đông. Đấy, rất là đông luôn. Ở trong bãi nữa đúng không ạ? Rất là đông khách hiện tại đang từ các tỉnh đến xem xe của bên em. Ngày nào bên em cũng bán được vài chiếc và cũng mua vài chiếc và đăng lên cho các bác cũng vậy, cũng là vài chiếc. Rồi, em xin được kết thúc các bác nhá. Thân ái chào tạm biệt.